giờ 12 giờ trưa mà chạy sao xe rác nữa. Đây quốc lộ 62 này á, bạn chỉ có muốn vượt qua phải là chuyện đơn giản thôi nha, tại rất là hẹp. Các bạn chạy xe rác thì bạn lưỡi rác mệt luôn. Để cố gắng vượt qua đó rồi.
sao xe rác nữa. Đây quốc lộ 62 này á, các bạn chỉ có muốn vượt qua phải là chuyện đơn giản thôi nha, tại cũng rất là hẹp. Các bạn chạy xe rác một mặt hử rác mệt luôn. Để cố gắng vượt qua cái này. Xe là lớn lớn nó chạy phía trước, các bạn chưa biết chạy phía